Đây nè các bạn, hiện tại Linh đang đi trên cái cầu để đi băng qua đường để đi qua cái chỗ food court đó, để ăn nè các bạn. Mình Singapore cũng xe cộ quá trời luôn, bận rộn. Đây là khách sạn chỗ Linh ở nè các bạn đó. Giờ Linh đang bây giờ Linh đang băng qua đường để đối diện khách sạn đó, nó có chỗ khu shopping mua sắm nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn lắm, nhưng mà cũng có chắc cũng có nhiều đồ ăn lắm nè. Đây là khu ăn uống ở gần ở chỗ khách sạn lên nở nè các bạn. Còn đây là cái chỗ bán canh súp của Hồng Kông nè các bạn, quá trời người mua luôn. Trước mặt của Linh là gian hàng bán thịt quay, gà quay, cơm gà quay nè các bạn. Nổi tiếng ở Singapore nha các bạn, mấy cơm này nè. Mà cũng rẻ nữa các bạn, có 4 đồng mấy một phần cơm. Quá trời đồ ăn luôn nè các bạn. Nhìn ngon mà rẻ không? One of the drink ones will have beer. They usually used to drink one, so drink. Well, that one. Ông xã Linh mua bánh carrot cake cho Linh nè các bạn. Ông xã Linh ít cha khỏe khẹo. Please. Cũng ngon. That's good. Not as good as another place. I think he closed early. Not bad though, only $4. Careful, Liam. The chili is spicy. I want to buy soup, but too many people. It must be good, there's many people there. That's what the main. That's why I want to buy. So that he picks up for you. Turning into a naughty boy because he's not eating for daddy. Yeah. Daddy doesn't turn him into Ethan. Dad, are you turning to me? Just some more, Dad. What time do you hand clothes and you get washed? 9:30. You get it back? No. I don't know. I haven't checked. Careful. Yeah. Are you going to hold the score? Hold the score. Đang lắm. Còn lắm gì?
That boy's from Taipei. Yeah, hungry guy. Hai đứa nó đang chơi với đồng nghiệp của ông xã mình. Để nó vui ra. Yeah, buddy, Wayne. Oh! Yeah, me. Oh! Help me. Careful, title, Liam. Cũng xin kết thúc cái video này ở đây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mong các bạn nhấn like và subscribe cho Linh. Cảm ơn các bạn.